sải bước trên sàn catwalk đầy tự tin. Những kỹ năng trình diễn cuốn hút. Và một bản lĩnh làm chủ sân khấu khá chuyên nghiệp. Đó là những gì khán giả cảm nhận được về các thí sinh nhỏ tuổi của Tỏa Sáng Thiên Thần Nhí. Đúng với tên gọi của cuộc thi, các bé đã thực sự là những thiên thần nhí, tỏa sáng bằng chính tài năng và sự tự tin của mình trong đêm chung kết được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp. Nhờ vượt trội hơn về ngoại hình, với những màn biểu diễn và hoàn thành xuất sắc các phần thi đầy ấn tượng, bé Trần Phương Linh đã giành ngôi vị quán quân của Tỏa Sáng Thiên Thần Nhí mùa giải thứ 2. Con cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Con sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi ạ. Con thấy sân chơi này rất là lành mạnh và bổ ích ạ. Rất là cảm ơn là ban tổ chức đã tạo ra một cái sân chơi lành mạnh và vui tươi cho các cháu. Đấy cũng là một cái niềm động viên cho coi như những người cha, người mẹ có con cái tham gia trong cái cuộc thi này. Khi tham gia Tỏa Sáng Thiên Thần Nhí, các em nhỏ được sống đúng với lứa tuổi và đam mê của bản thân. Quan trọng hơn, cuộc thi đã giúp nhiều bậc phụ huynh nhìn nhận một cách tích cực về việc cho con em mình theo đuổi nghiêm túc con đường nghệ thuật. Và các em cũng đủ tự tin, thể hiện khao khát chinh phục ước mơ của mình. Con sẽ nói với bố mẹ là con sẽ thật chăm chỉ học tập và sẽ cố gắng luyện tập để cho một ngày nào đó thì mình sẽ được bước trên sàn diễn và biểu diễn trước mặt nhiều người. Ngày nào đó bố mẹ sẽ nhận ra được cái tài năng thật sự của mình. Bố mẹ sẽ đầu tư cho mình. Từng tiết mục biểu diễn đã cho thấy sự chuyên nghiệp và đầu tư nghiêm túc của ban tổ chức cũng như tài năng của các thí sinh. Và thành công lớn nhất của sân chơi này không chỉ là danh hiệu hay phần thưởng, mà những giá trị về tinh thần mới tạo hành trang vững chắc giúp các em đi xa hơn với niềm đam mê nghệ thuật trong tương lai. Chương trình của tôi thì nhằm hướng tới ươm mầm và phát triển những tài năng nhí cho tương lai. Cho nên tôi muốn gửi gắm những thông điệp tốt đẹp đến các phụ huynh là hãy cho con mình tham gia những trải nghiệm sân chơi như chúng tôi để các con có những được sự trải nghiệm riêng biệt và thú vị. Từ đó các phụ huynh sẽ tìm ra được những tài năng tiềm ẩn của con mình và định hướng phát triển để đào tạo tài năng của các bé vươn xa hơn và sâu hơn. Bằng sự nỗ lực và cố gắng, Tỏa Sáng Thiên Thần Nhí mùa giải thứ 2 đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích như vậy để chúng ta có một thế hệ trẻ thực sự tài năng và có thể tỏa sáng bằng chính đam mê của mình.